nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đề án 06 khắc phục những tồn tại gây khó khăn cản trở các nhiệm vụ khác dẫn đến nguy cơ không hoàn thành các nhiệm vụ của đề án 06 năm 2024. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đôn đốc việc thực hiện một số nhiệm vụ của đề án. Theo đó, Quỹ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, Quỹ ban Nhân dân các quyền, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến triển khai đề án 06, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến nhóm tiện ích về giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Chủ động ra soát trang bị nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, để nhanh tiến độ số quá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, giao công an chủ trì phối hợp với sở tư pháp ra soát đánh giá tổng thể về các nội dung pháp lý hạ tầng công nghệ dữ liệu an ninh an toàn bảo mật nguồn lực, bảo đảm đáp ứng việc triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNDID trong tháng 9 năm 2024, đăng ký với tổ công tác triển khai đề án 06 chính phủ để phối hợp triển khai thực hiện theo đúng quy định.